Đâu con mèo đó rồi. Đâu mèo ngoài đấy nè, mèo ngoài đấy nè. Ở qua về mấy giờ? Hả? Thì đó thì 4 tiếng rồi. Đâu máy bay đâu? Ô máy bay đó hả? Ô giỏi quá, đâu rồi? Xe đạp đâu? Xe đạp đâu? Xe đạp đâu? Ô giỏi quá. Rồi xe máy đâu nhờ? Xe máy đó. Ủa xe cứu thương đâu? Xe cứu thương đâu? Ô giỏi quá, máy bay rồi. Ô trực. Không phải máy bay. Đúng rồi, trực trực thăng đâu? Trực thăng đâu? Rồi thuyền đâu? Thuyền đâu? Thuyền đâu? Thuyền đây. Thuyền đó, đúng rồi, giỏi quá. Xe buýt đó. Xe buýt, xe ô tô đâu? Xe ô tô đâu? Giỏi quá. Có gì bắt đây? Ôi có sóc đâu? Con đánh đâu rồi? Ôi con đà điểu đâu? Con đà điểu đâu? Đây nè. Ôi con đà điểu đâu? Con khỉ đâu rồi? Con khỉ đó hả? Dạ. Con hươu cao cổ đâu rồi nhỉ? Đâu nhờ? Con đây. Ôi con hà mã đâu rồi? Con hà mã đi nè. Không phải, đâu phải con hà mã đâu. Con hà mã đâu? Con hà mã có lè lưỡi kìa. Ôi con hà mã lè lưỡi kìa. Con hà mã lè lưỡi này cả đi. Con hà mã đó hả? Dạ. Ôi sư tử đâu rồi? Sư tử đâu rồi? Wow, không phải. Không phải. Tôi đổ đây. Chạy. Sư tử đây nè. Sư tử đó hả? Con chim cánh cụt đâu rồi? Đây. Đây nè. Chim cánh cụt đó hả? Dạ. Con voi to rồi. Con voi đi nè. Ghê quá. Ôi. Tôi nhìn biết trắng hết trời đi ơi. Con gấu bắt cực rồi. Gấu bắt cực đâu rồi? Gấu bắt cực kia đi nè. Đây. Đây. Gấu bắt cực đó hả? Dạ. Xe máy qua đây. Xe máy. Xe máy hả? Xe máy của bà. Xe máy của bà đó. Xe máy. Có bà nãy đó. Xe máy của bà đó hả? Dạ. Nãy đó để chơi đây. Để chị chạy cho bà. Có mấy chiếc xe máy đâu, mấy xe máy đường nữa đâu? Đây nè, xe máy của bà đó. Xe máy mẹ rồi đó. Xe máy mẹ đó. Của bà đó. Gì ngon rồi đó. Người ta công ăn lớn mà. Con gì đây? Con gì đây? Ui, con gì đây bên em ơi? 10 giờ 10 đến nơi. Con gì? Cô coi bản đồ không? Có coi bản đồ không? Con gì đấy? Đi họ. Bản đồ có tay được không? Bản đồ. Một tay à. Con gì đấy? Chạy lên đến nơi 10 giờ 10 rồi. Cùng theo bạn theo là. Con chưa tưởng mà. Khuya. Khuya là đây. 11 giờ kém. 20 là chạy lên. Bữa giờ có đứa nào gọi nó không? Ê chua lắm á. Cái chân tổ mắt nè. Nước này nữa nè. Con gì đây? Tổ gì? Tôi đưa ra
cá sọt cả ấy khoảng 40 mấy ký đi. Gì đấy? Đâu mấy bài đâu? Đây nè. Ồ, mấy bài đó hả? Yeah. Ồ, ui có gì bên đây nè. Cháu gì bên rồi? Con cho chó gì đấy? Cháu chó. Nên cháu gì? Con cho chó mà. Con gì đấy? Ui con gì đó? Ui sư tử kìa. Con cho chó. Đâu con rải cả đâu? Ui con rải cả đâu? Đây nè. Ui con rải cả đó đúng rồi. Con hươu đâu, con hươu đâu? Con hươu đâu? Con hươu đâu? Con hươu đâu? Nó đi rồi. Đó con hươu đó kìa, đó con hươu đó. Con hươu đây ạ? Không phải con Tình Lộc. Con hươu đâu? Con hươu đây. Không, con hươu ở dưới bên sư tử kìa. Chỗ này. Đây, con hươu đây. Đây. À, con gấu gấu trúc đâu? Gấu trúc đen đen đâu? Không phải. Không phải đâu đây nè. Không phải đâu. Không. Đây nè. Không, con gấu trúc màu đen. Đâu gấu trúc đâu, hai đứa kiếm coi. Đây. Đây. Không phải, con đó con bắt cực mà, gấu bắt cực mà. Gấu bắt cực đây. Ờ. À. Đó rồi gấu trúc ở dưới kìa, ở dưới kìa. Đâu. Đó, mắt ra đèn nè. Ơ đúng rồi. Đây. Đúng rồi. Ờ. Con gì đó? Con gà cánh đó. Con gà cánh đó. Con gà cho. Ồ, con gà cánh đó. Đó con gà đó 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 nó cánh đó. Mất con heo rồi. Mất heo rồi hả? Heo rồi. Mất heo rồi còn tí thôi. Ồ. Ờ, con gà đó. Gà cắn đó. Ghê lắm đó. Ê, con đừng xuống đó. Gà cắn. Không, em ơi, bắt con gà. Ui, gà nó mổ đó. Gà này mổ. Dạ mày ta bắt con gà mổ cho hả? Ồ, hỏi em Ti rồi, em Ti ơi. Bo xuống gà cắn mổ kìa. Phải không em Ti? Đâu? Đó. Em ơi, cắn cắn kìa. Đó. Bây giờ là đó đi đấy rồi đó, đó đi đấy rồi đó, đó trời chạp tôi lại đi. Ui máy bay nè, máy bay. Ôi máy bay hả? Đâu rồi, trực thăng đâu? Trực thăng đây nè, ngoài đây nè, tại đây nè. À, trực thăng đúng rồi. Thuyền đâu? Tàu thuyền đâu? Tàu thuyền ra chạy đi rồi. Ờ, cano đâu? Nón đâu? Cái nón đâu? Cái nón đâu? Không biết. Không biết hả? Không biết. Chả nón đâu. Bây giờ sẽ Đây tôi đợi tôm nè. Hả? Tôi đợi tôm nè. Ồ. Tôi đợi tôm nè. Đưa đá bọc. Đưa đá bọc. Đưa đá bọc. Ồ. Con gì á? Nước biển. Ờ, nước biển hả? Ờ. cái chảo rồi, cái chảo rồi. Đâu? Cái chảo đây nè. Đâu? Đây. Chảo đây nè. Ờ, đâu? Cái chảo đó hả? Đâu, đây. Cái đó cái nồi mà. Cái nồi. Cái chảo nè. Chảo để ăn, thuốc ăn, nấu ăn đó. Dạ, nấu ăn để cho bôi ăn nha, để cho Ti ăn nha. Được.